ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn Nam. Mời các bạn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty về du lịch ạ. Quê mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À rồi, mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý xí nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn. Em sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ của em luôn. Của em luôn hả? Em mới thành lập được có 2 tháng. 2 tháng? Dạ. Cũng tốt rồi, cũng có một cái hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ, vất vả lắm anh. Khởi nghiệp mà bao giờ vất vả lắm em. Ưu điểm khuyết điểm là em là gì? Em là một người vui vẻ, chịu khó chịu cực chị. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, với lại là em không có được khéo tay cho lắm. Theo thùa mai vá thì em không có khéo, nhưng mà không khéo có nghĩa là không thể không làm. Làm gì được nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi. Không sao, miễn biết làm là được rồi. Dạ. Chịu khó có tâm là từ từ được hết à. Dạ. Rồi bạn trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà, em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc cái lúc mà bị stress á, em hay bị nóng tính, với lại em không có tính kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn. Dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa. Em chỉ lúc mà em bị stress thôi. Bị stress mới nóng tính thôi hả? Dạ. Chứ nghĩ chắc em không nóng dữ lắm đâu. Rồi, cho chị Tường hỏi tình trường của em thì sao? Dạ hiện tại thì em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là thời còn học sinh. Mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm rưỡi. Chia tay cũng đã được 3 năm rồi chị. Bạn nam rất là lăng nhăng, nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được á chị. Bạn trai thì tình trường em sao? Em mấy mối tình rồi? Nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có một mối tình hả? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ. Và sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới. Tại phụ nữ thì người ta có một tuổi thanh xuân nhất định thôi. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được. Thì sau thời gian thì quyết định chia tay. Sao em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường, chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới ai đâu chị. Rồi vậy cái chia tay luôn. Dạ. Là khóc quá trời. Lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm hơn rồi anh. 3 năm rồi. Từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không? Em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết. Bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ, em thì cũng dễ lắm, miễn là con gái là được rồi. Em thích người con gái lúc ở ngoài xã hội thì hiện đại. Lúc mà về nhà thì truyền thống, nó đang vui vẻ, hoạt bát là được rồi. Về ngoại hình? Dạ, xinh là được chị. Xinh là được? Trời ơi, ít có tiêu chuẩn ghê ha. Ví dụ không xinh thì sao ạ? Không xinh thì từ từ nó xinh em. Em thì sao? Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Phải men nha chị. Thích thể thao một chút, có một bờ vai rộng. Lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình. Cái điều gì em ghét ở những người bạn trai? Nói nhiều với lại có mùi cơ thể chị. Nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không? Dạ không. Còn cái vụ có mùi chị không biết. Chào em, có mùi gì không? Dạ có mùi thơm. Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị sư có một việc nói một hai lần là biết rồi. Cứ đi nói đi nói lại hoài, nghe mệt lắm. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới thành lập với công ty nhỏ thì em tính từ 1 năm đến 1 năm rưỡi á. Thì mọi thứ ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân. Ba mẹ có má hối hôn lắm. Ba em thì cản. Ủa vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi. Còn ba em thì sợ lên trước ông nội. Rồi mình có làm dâu không em? Dạ em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì khi nào hai đứa vững vàng thì không phải ở riêng. Mà ở nhà đâu nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu. Mẹ em cưng gái lắm. Có con ba mẹ phụ coi chừng giùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha. Má em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi đớt nào con gái mang về má nuôi. Trời ơi, má nó chơi mà nó cười. Được. Dạ, chị chấm rồi đó. Dạ. Ăn thua hai đứa rồi đó. Cái này rất là quan trọng. Em nói tới khoảng 5 rưỡi nữa lấy. 5 rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh. Em nói chưa có sự nghiệp em lại bắt người ta chờ nữa. Lại quá cái tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á, thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển. Còn nếu mà không 6 tháng đi làm công luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoài anh.
Bây giờ làm mấy tháng rồi? Em làm được 2 tháng rồi, còn 4 tháng nữa. Tốt chưa? Dạ, nó bắt đầu ổn ổn vô chút rồi. Ổn là tốt rồi đó. Thế em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cái này chắc nhanh quá. Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Bên đây là một chàng trai, anh nghĩ rằng rất là chững chạc. Chỉ mới 20 mấy tuổi mà đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Dạ. Và cậu ấy rất là thông minh đấy. Dạ. Nếu như một cái người mà 20 mấy tuổi này, anh nghĩ còn đang ham chơi và còn lo rất là nhiều thứ, nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa. Em thấy anh lúc nãy nói cái không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp. Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao lại nóng tính như nhờ? Chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá. Được lắm đó. Đàn trai rất chịu đàn gái nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty. À, cho gặp ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào toàn thể quý vị trong trường quay. Chào cháu trai, tôi là ba của Hồng Vy. Nhận xét cháu trai em đây thì ăn nói thì nghe nó dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tánh tôi cũng vậy, hồi đó cũng đầm thắm lắm chứ không có mà nó lớn tiếng như thế nào thì không có. Thấy cháu trai thì khá trai, cao ráo, rất lịch sự. Dạ. Xin cái hết. Dạ. Rồi xin thêm ý kiến của mẹ đi à. Mẹ có ý kiến gì không? Dạ, vậy em mời chị đồng nghiệp của em. Rồi, chị đồng nghiệp của em. Xin chào mọi người trong trường quay. Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai. Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi. Thì chị hy vọng là sau chương trình này em và bạn trai có thể tiến xa hơn. Chị thấy em và bạn trai này phù hợp. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai. Chào cô, cho gặp cô. Rồi, chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào cháu gái và gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay. Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương. Thì nói về nhận xét thì thấy cháu gái này thì cũng rất giống với tính tôi, cũng rất là vui vẻ. Bình Phương thì ra trường cũng mấy năm rồi, cũng đã từng đi làm và cũng làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân. Nhưng mà sau này vì cũng muốn có một cái công ty để mà tự lập nên là Bình Phương mới mở công ty may. Thì mới làm được 2 tháng thôi. Cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ còn trẻ chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ, không bao giờ chia tay. Dạ, cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy nè cô, coi như mình thông gia tương lai đi. Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi đúng không? Mình đến làm quen bắt tay với đâu sau này mình xin ra. Đàn trai với đàn gái. Đàn trai nói trước đi ha. Thì không biết chị quê ở đâu. Tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình. Nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75. Thì nhà sống ở quận Tân Phú. Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu. Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này. Dạ, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên để rồi mình gần gũi hơn. Dạ, cảm ơn gia đình anh. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn họ nhà trai, họ nhà gái. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Mở hàng rào. Mở cửa trái tim. Đấy, không gian này luôn các bạn đấy. Nó là tặng em. Dạ, anh thấy em như thế nào? Hồi hộp lắm, lúc mà kéo rèm không dám coi luôn á. Anh không ngờ xinh như vậy. Dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty, cũng được khoảng 2 tháng rồi. Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc, khá là bận. Thì không biết là trong khoảng thời gian này á, nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu á, thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi. Kiểu thứ bảy chủ nhật thì ở nhà, còn buổi tối thì anh rảnh.
Nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết. Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh, cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường nó cũng khá là xa. Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ, thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần, hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được. Mà sao anh hỏi là sao em làm xa quá vậy? Tại vì ở nhà em là khá là thương người anh. Em muốn đi đi về về để trò chuyện cùng với ba mẹ, chứ ở nhà ba mẹ cũng một mình buồn lắm. Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài cũng không thấy đường sang lời gọi. Hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị. Em tự chạy không ra đi làm mỗi dạ, ngày đúng hả? Rồi chị, cho nên là em có sự kiên nhẫn, ai cũng sợ em về vấn đề đó. Anh nghe anh cũng còn sợ đúng không? Quá giỏi dạ. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về. Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em. Không có, để anh ráng thuê phòng trọ công an đưa về ở đó luôn. Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha? Quan điểm anh thì anh thấy tình yêu mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau, chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì em có cuộc sống riêng của em, anh có cuộc sống riêng của anh, thì mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó. Anh không giấu giếm gì hết, nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em, anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em. Vậy là sai đúng không? Đúng rồi, anh giống cái suy nghĩ của em. Anh nghĩ là mình quen nhau thì tình yêu như một nắm cát á, càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi. Thì anh nghĩ như vậy, thì mình cứ cho nhau được cái khoảng không của họ, thì mình không cần giữ họ sẽ ở bên mình. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi, mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không rồi. Thế bây giờ nếu như mà có cho cơ hội bấm nút thì anh có cùng đem đi du lịch không? Em đủ là anh đi rồi, mà để anh sắp xếp công việc đã, tại giờ anh hối lúc mà mới đầu á, anh okay. Hơi lưu buồn chút. Em hiểu. Sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là kinh tế thì vợ giữ là tốt, nhưng mà mình có phải để một phần cho mình. Nhiều khi vợ giận vợ không thắt tiền nữa thì anh quỷ đen đúng không ạ? Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành. Ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Anh lấy tự tin đó mà không biết nói gì hết. Anh nghĩ mình gặp nhau trên đây là một cái duyên. Tại vì anh đăng ký bạn hẹn hò này được 2 năm rồi. Đăng ký 2 năm rồi á? Em thì 1 năm rưỡi. Wow. Đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ yeah. Nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em thì mình hãy cho nhau một câu hỏi để mình tìm hiểu. Cảm ơn em. Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả thưa quý vị. Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy. Cặp đôi này rất là dễ thương nha. Hãy đặt tay vào nút bấm đi. Nào, hãy để tay vào đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Hả? Em bấm luôn lúc ngoài nó chạy. Ông nhấn nguyên cái ghế vậy đó. Trời ơi, nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn. Người ta nhấn có một nút thôi, nhấn nguyên bàn tay à. Không, đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua. Trong tình yêu bao giờ cũng vậy, nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi, nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy. Nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi. Và xin phép hai bên gia đình, bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau. Con xin phép hai bác cho con được có cơ hội để làm quen với bé Vi. Cảm ơn hai bác. Vũ kia nữa. Để bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút. Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó, tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nha. Dạ. Dạ. Nghề nghiệp và quê quán và sở thích dùng cho em nha. Những cái thông tin ngắn gọn cơ bản để bọn em có thể biết về chị để mà chia sẻ nhiều hơn nhé. Để em nói đi. Vâng, chị họ và chị giới thiệu ngắn gọn về cái thông tin cá nhân của mình trước cho em nào. Chị là Nguyễn Thị Hồng Tươi, năm nay 38 tuổi.
Buôn bán, nghề nghiệp thì buôn bán. Dạ. Hiện tại thì chị tôi đang ở đâu nhỉ? Chị đang ở Cần Thơ. Vâng, còn về chị đang ở Cần Thơ. Thế tình trạng hôn nhân của chị tôi là như thế nào ạ? Chị chưa lập gia đình em. Chị chưa lập gia đình. Dạ. Chị có những đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Nói để mà chính thức thì chắc có lẽ là 2 mối gì đó. Mối mà lâu nhất thì là bao nhiêu, là thời gian bao lâu ạ? Lâu rồi em à, chắc đây cũng phải 2-3 năm gì rồi. Nhưng mà cái mối quan hệ đấy kéo dài khoảng bao nhiêu lâu hả chị? Chắc cũng phải là hơn 2 năm. Là hơn 2 năm ạ? Thông thường thì lý do tại sao mà mình không đi được cùng nhau tiếp hả chị Thương? Có nghĩa là không có cùng điểm chung em. Với lại có lẽ là sao ta, chị thì nói trắng ra thì cũng hơi khó. Chị hơi khó ạ? Ừ, chị hơi khó là khó ở chỗ này. Chị yêu cầu một người bạn trai của mình là phải nói chung là phải chí chú làm ăn. Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì chị thấy là thì có, nhưng mà chơi bời cũng nhiều, cho nên là chị sợ. Thì sau khoảng 2-3 năm thì thân rồi, thì hiện tại thì chị đã sẵn sàng cho tất cả những cái mối quan hệ mới chưa? Chị lúc nào cũng sẵn sàng chứ. Chị lúc nào cũng sẵn sàng. Dạ vâng, bây giờ thì những cái yêu cầu về bạn trai mà mong muốn, chị mong muốn mà chương trình tìm cho chị là mẫu người như thế nào ạ? Là chững chạc, lo làm ăn. Nói chung là có gia đình hay chưa có gia đình thì không có quan trọng lắm. Nói chung là phải biết đối nội đối ngoại. Nói chung là phải chí thú làm ăn là được. Còn về quan điểm về vùng miền thì sao hả chị Tươi? Vùng miền của chị thì không quan trọng đâu em. Vùng miền quan trọng. Chị Tươi có những điểm mạnh, điểm yếu gì hả chị nhỉ? Chị hơi cá tính. Chị rất là mạnh mẽ. Có thể điểm yếu của chị là có nghĩa là chắc có lẽ là chị sống nội tâm và tình cảm chị ít chia sẻ, chị không có chia sẻ, chị muốn cảm nhận thôi chứ chị ít. Đó là điểm yếu của chị đó, có lẽ là chị ít có thể chia sẻ được với người khác, cái gì chị cũng muốn ôm cho mình, cho nên là đó là điểm yếu của chị đó. Vậy nếu mà đối với người yêu, đối với người đàn trai của mình ấy, mà khi mà gặp phải mâu thuẫn đấy chị, thì chị cũng chia sẻ hả? Cái này chị cũng nói thật ra đó là điểm yếu của chị đó, chị cũng ít chia sẻ. Ví dụ gặp mâu thuẫn thì chị sẽ ngồi đối diện và chị nói là chị phân tích những vấn đề, những cái gì tốt, cái gì xấu, còn đi và lựa chọn là do người đó. Vâng. Thì ví dụ vừa chị cũng nói với em ấy là cũng có những người mà đã từng trải qua có gia đình rồi mà người ta bị giả lang á, thì chị cũng vẫn chấp không? Nói chung là chị cũng không quan trọng vấn đề đó. Rồi ok. Chị Tươi ơi, hồi nãy chị nói là chị buôn bán, là chị buôn bán cái gì chị? Cụ thể giúp em cái. Chị thì nói chung xoay quanh là buôn bán cái gì chị cũng buôn bán được hết trơn, từ xưa giờ chị làm nhiều lắm. Hiện tại chị bán gì nè? Bán nhà hay bán gì? Chị hiện tại bây giờ là đang ở với ba mẹ, tại đang dịch á. Ba mẹ đang dịch cho nên là chị về với gia đình. Chứ hồi trước là chị bán gì chị? Ví dụ chị bán tập quá, rồi bán cà phê, rồi làm cà phê Villa, cà phê trên giường. Là hồi trước giờ chị ở Cần Thơ thôi, có lên Sài Gòn không chị? Không, chị ở Sài Gòn á, chị mới về Cần Thơ tháng nay thôi. Dịch cho nên mới về đúng không? Ví dụ giờ quen bạn trai mà bạn trai đang ở Sài Gòn vẫn được đúng không? Chứ không nhất thiết là phải ở Cần Thơ đúng không? Đúng rồi em. Dạ rồi. Rồi chị Tươi, mình có cái tài lẻ hay năng khiếu gì không chị? Ví dụ ca hát này kia đồ được không? Giao lưu văn nghệ đồ một chút được không? Được em. Rồi. Đó là sẽ thích của chị á. Dạ vậy hả? Rồi chị làm thử bài cho em nghe nữa coi. Giờ biết làm bây giờ. Hát cái bài gì mà bài ruột, bài tủ của chị chẳng hạn vậy. Là mình xong cái buổi cát này hôm nay nha chị nha. Rồi mời chị.
không biết bắt đầu từ đâu em làm chị ơi. Em làm gì hồi hộp với chị, không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Không sao chị ơi, mình chị không thuộc lời biết không, cho nên là chị hồi hộp. À rồi à. Bạn điệp khúc đi, bài gì miền Tây rồi có không? Đợi chị xíu nha, để chị mở lên cái chị nhìn hình đoán chữ cái rồi chị hát cho em nha. À người đứng hứa, à người đứng hứa, quên mất tiêu rồi. À người đừng hứa, hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Đúng không? À. Rồi, ok, nói chung là cái đó là mình thử cái cảm giác khi mà lên sân khấu cũng vậy á chị tôi ơi. Có nghĩa là MC người ta cũng sẽ giao lưu tương tác với mình, mà mình chủ động mình tương tác lại với MC, tại vì lúc đó cũng sẽ không có biên tập kế bên để mà nhắc mình phải nói cái này nói cái kia. Cho nên là cái này là chỉ vòng đầu để mình tập làm quen này kia với nhau thôi. Còn nếu mà để chuẩn bị cái nội dung lên sân khấu á thì mình sẽ có cái thời gian để mình làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện nó chi tiết ha. Ừ. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Tươi nha. Có gì chương trình? Điểm mạnh và điểm yếu, kinh nghiệm tình trường để mà bạn có thể nắm bắt được những cái thông tin sơ bộ về bạn nha. Xin mời bạn. Ok, thì trước tiên là cảm ơn chương trình đã gọi tới phỏng vấn ngày hôm nay. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đan, họ tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Đan. Mình sinh năm 1992, năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 30. Công việc hiện tại của mình là nhân viên văn phòng, mình làm bên bộ phận nhân sự. Quê quán thì mình quê ở gốc ngoài Bắc, nhưng mà hiện tại thì gia đình mình đã chuyển vào Sài Gòn được gần 10 năm. Đó, thì hiện tại thì đang sinh sống ở Sài Gòn. Điểm mạnh thì nói chung mọi người, bạn bè và đồng nghiệp thì đều nhận xét ấy, mình là người có trách nhiệm, nói được, có thể làm được. Nói chung là có khả năng độc lập trong cuộc sống. Còn điểm yếu thì có thể là nhiều lúc ấy mình cũng hơi mạnh mẽ quá. Cho nên cũng khó tìm được một cái người phù hợp với bản thân mình. Rồi, vậy thì còn về kinh nghiệm về tình trường thì Đan đã trải qua nhiều mối tình chưa? Hiện tại, đến thời điểm hiện tại á, thì mình có trải qua 4 mối tình. Đến hiện tại thì đều đã kết thúc rồi. Và cái người gần đây nhất mới chia tay là cách đây nửa năm. Thường thì những cái điểm chung của khi mà mình thất bại trước những cái mối tình đó thì bạn có suy nghĩ là nó có nguyên nhân từ đâu không? Do phía mình hay do phía người ta? Mình nghĩ là tất nhiên là cả ở hai phía. Nhất là có thể là do cái sự phù hợp của mình, hoặc là người đó họ cảm thấy không phù hợp, hoặc là họ có một cái con đường riêng khác cho họ nên là họ muốn kết thúc. À rồi. Thì khi mà cái mục tiêu mà to lớn khi mà bạn đến với lại bạn muốn hẹn hò là bạn kiếm cái mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Hiện tại thì mình muốn tìm một người mà nhất nếu như mà họ có thể hơn mình, tức là về tuổi tác và sự nghiệp thì có thể ok. Thứ hai, nếu như mà trong khả năng mà không có người như vậy thì mình có thể chấp nhận người mà, tức là họ có thể thông cảm, bởi vì thực tế là cái công việc của mình cũng khá là bận rộn và mình cũng kiểu như là một người khá là cuồng công việc ấy. Cho nên là nếu như người đó có thể chấp nhận được cái điều này thì nó sẽ tốt hơn. Còn về quê quán hay là nơi ở của người đấy thì có quan trọng gì không? Mình mong muốn là người đó sẽ ở Sài Gòn và định cư ở Sài Gòn luôn. Mong muốn là... Hoặc là gần khu vực Sài Gòn. Ví dụ như Đồng Nai, Vũng Tàu. Bình Dương cũng được. Ok. Bạn có tài lẻ gì không ở Đan? Mình là một người khá thích là đi du lịch. Thường thì cứ 2-3 tháng một lần mình sẽ đi du lịch, và mình có thể chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh được, thì nó cũng là một cái tài lẻ. Và viết lách nữa, cũng có khả năng viết lách. Cũng mong muốn là sẽ tìm được một người bạn trai mà có thể cùng với mình cái sở thích mà đi du lịch. Đúng rồi, có thể là như vậy.
Thì ok, thì hôm nay mình sẽ bên mình sẽ phỏng vấn bạn và gọi là cái bước đầu làm quen, sau đó thì tìm một cái người nào đó mà có thể phù hợp đối với bạn. Có chương trình mình sẽ liên hệ và làm nội dung chi tiết hơn với bạn cho ngày. Ok, cảm ơn Đan rất là nhiều. Ok, mình cảm ơn chương trình nhiều nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị.